Rồi nhiều khi mình chỉ cần học một cái công thức, một cái bí quyết đơn giản để sống thôi. Sống không giận, không hờn, không trách. Đó là một bí quyết sống vui. Tại vì con người của mình đó, bản chất là hay giận, hay hờn và hay trách. Nói câu đó thôi là mình khổ, khổ và khổ. Nhưng mà nếu chúng ta sống không giận, không hờn, không trách, thì chúng ta sẽ làm cho đời sống chúng ta nó vui trở lại. Hình như Pháp Hòa nhớ có một nhạc sĩ Việt Nam nào ông viết một cái bài thơ, một bài nhạc, Khi con tim đã vui trở lại. Tại cũng có những lúc con tim nó héo mòn à, mà không biết đức gì. Nhưng mà bà nhớ có một cái câu đó vậy, khi con tim đã vui trở lại. Đó là những lúc con tim nó, bởi vì con tim đó nó biết thương, nó biết cảm. Và chính con thương, con tim đó, vì nó biết thương, biết cảm cho nên nó cũng từng bị tổn thương. Có thương là sẽ bị tổn thương. Tại vì có xài là có tổn, còn không xài là không có tổn. Ví dụ như làm người tu, ai mình cũng thương giống nhau, mình không có gửi thương một người nào hết, cho nên không có tổn thương. Còn cái trái tim của mình mà mình gặp người này mình thương, gặp người kia mình thương, thì mình sẽ bị người đó làm cho mình bị thương. Cho nên cái người đó đôi lúc không phải được thương mà là bị thương. Rồi cái người kia mà thương quá mà không happy thì cuối cùng là bị tổn thương. Cho nên thương mà thương không đúng chỗ. Cũng giống như Xuân Diệu nói, người ta khổ vì người ta yêu không phải chỗ. Cho nên một cái bí quyết mà mình sống, thí dụ như mình nấu cơm sống, thì không thể để nồi cơm nó như vậy. Chúng ta phải tìm cách chữa nó. Chữa bằng cách là chúng ta xới nó ra bớt đi. Tại vì gạo nhiều quá mà cái nồi không đủ, thì mình có miễn cưỡng cỡ nào đi nữa thì nồi cơm vẫn sống. Nó thôi đừng có xới ra, cứ để yên vậy, xới nó lên thôi, thì cũng có hột sống hột lẹm. Cho bây giờ cái cách là chúng ta phải bớt nó ra. Thì khi chúng ta bớt nó ra rồi, cái nồi nó thoáng rồi, xới nó lên, rưới nước ấm trở lại, bấm nút thì số lượng đã chín rồi, mình kiếm cái nồi khác mình nấu cái số dư. Chứ không thể, thường thường chúng ta luôn luôn là tìm cách sửa. Mua một cái chiếc áo mình rất thích, nhưng có khổ một cái là nó hơi chật hay là hơi rộng gì thì tìm cách sửa nó. Nó hơi dài thì tìm cách chữa cho nó ngắn. Cái hồi mình nghèo á, đâu có tiền mà mua sắm quần áo hoài. Mà nếu cái quần đó mà nó mặc nó ngắn quá, tìm cách mình nối. Mà nối cũng có nghệ thuật lắm, nghệ thuật lắm. Không có nối dưới, nối trên lưng quần á. Nói lưng quần không ai thấy, phải không? Thì cái lai quần nó vẫn đi xuống, nhưng mà ở trên này mình nói. Hồi xưa Pháp Hòa chuyên môn nói quần cho mấy chú tiểu kiểu đó. Mấy ổng mau lớn quá, mai không kịp. Thành thử ra Pháp Hòa phải tìm cái cách là mình nói cái lưng quần. Đi vô trong trường chơi banh, mấy ổng chơi banh sao mà lủng hai cái đầu gối. Cái Pháp Hòa vá hai cái đầu gối, lật ra hai cái đầu gối mặt phía sau, cho hai cái lằn mặt phía trước. Cuối cùng hai cái lủng tiếp. Rồi Pháp Hòa phải đùa với chú là bây giờ các con có những cái quần là bốn cái tivi. Hồi ở Việt Nam mình đó, khi mà đồ vá kêu là tivi. Và mình cũng có thể vá quần vá áo một cách nghệ thuật nữa. Thay vì mình cắt một cái miếng vuông, phải không? Mình có thể cắt thành những cái hoa, thành những cái lá, rồi mình vá vô đó. Người ta nhìn, ta tưởng đồ mốt. Người ta không hề biết đó là đồ vá. Cho nên ngày xưa Khổng Tử dạy, nghèo mà không hèn. Ta thường thường nghèo hèn, nhưng mình nghèo mà không hèn. Mình nghèo, nhưng mà mình mặc đồ vá cũng không sao. Mặc đồ vá mà biết cách vá, thì cái vá đó không hề hèn. Chứ thường thường người ta nói giàu sang. Giàu thì phải sang. Mà sang đúng người ta kêu mới kêu sang giàu. Giàu thì phải sang. Mà sang đúng người ta kêu sang giàu. Mà giàu mà sang không đúng người ta kêu cưỡng lai. Quý vị biết cưỡng lai không?
là tiếng tiều, tiếng Việt gọi là cải lương. Cho nên cái chữ khải tường á, thường thường tên của các chùa nó mang một cái ý nghĩa. Và Pháp Hòa đi đến chùa nào và hay lấy hiệu chùa đó ra để làm một cái đề mục, ít nhất cho những Phật tử căn bản có thể hiểu được ý nghĩa tên chùa và có thể học được một cái pháp tu nào đó từ ở một cái tên của một ngôi chùa. Thưa đại chúng, mình đến với đạo Phật á, là mình đến với một cái phương pháp ứng dụng, chứ không phải mình đến với một cái đức tin cầu nguyện van xin. Dĩ nhiên là mình sẽ lễ Phật, tụng kinh, nhưng mình lễ Phật là vì mình tỏ lòng tôn kính, biết ơn một đức Phật đã cho mình cái công thức. Cho nên mình lại là mình lại cảm ơn Ngài, Ngài đã cho con một công thức. Và vì vậy cho nên á, pháp danh cũng là một pháp tu, tên chùa là một pháp tu, danh hiệu Phật là một pháp tu. Ví dụ như có một đức Phật tên là Nam Mô Du Hí Thần Thông Phật. Du Hí là cái gì? Nghe cái tên là giống như mình đi du lịch vậy đó. Nhưng mà mình đi du lịch như thế nào để đến đó luôn luôn làm cho mọi người được thông suốt và hoan hỷ. Cho nên mình lễ đức Phật đó thì con cũng giống Phật đây, con rất thích đi travel, con rất thích đi du lịch, nhưng mà con sẽ đi du lịch như thế nào để làm cho tâm ý con được thông suốt và làm cho mọi người được vui. Có nhiều khi sau một chuyến du lịch, bạn bè không nhìn nhau, người thân không hình nhìn nhau nữa. Và thậm chí mình đến cái chỗ đó rồi, lần sau mình phone tới, mình xin tới, người ta nói dạ tôi bận lắm. Tại vì mình không có được một cái công thức để du hí thần thông. Cho nên danh hiệu của mỗi đức Phật là mỗi một cái pháp tu. Tên của một ngôi chùa là một pháp tu. Pháp danh của mình là một pháp tu. Có nhiều khi mình nghe cái pháp danh nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà nghĩa lý thì thật là thâm diệu. Ví dụ như có một vị nào đó pháp danh là Diệu Xả. Diệu Xả là gì? Buông bỏ một cách cực kỳ là vi diệu. Đâu phải ai cũng làm được. Thí dụ như có một vị đó hiệu là Diệu Lãng. Trời ơi, chắc cái bà này bà lãng dữ lắm. Lãng xẹt á. Dạ không. Chữ lãng là những cơn sóng. Mà những cơn sóng mà chúng ta lướt được, giống như con cá mà nó lướt sóng thì nó trở thành ra con rồng, con cá nó hóa lông. Cho nên thường thường Tết thì người ta hay tặng mình một cái thiệp có hình con cá. Mà con cá mà nó vượt được ngũ môn thì nó thành ra những con rồng quý. Con người mình ai cũng đời mình giống như đời sống của mình là những cơn sóng chứ gì đó. Và thưa đại chúng, có phải là chúng ta đã từng trải qua những thời của suy thịnh không? Có chứ. Không người nào ngồi đây mà không từng trải qua những lúc thịnh và suy. Không một cái quốc gia nào mà không trải qua những cái khúc quanh đau khổ rồi đi đến cái sự ổn định. Rồi ổn định đó chỉ thời gian rồi nó lại tiếp tục. Quý vị thấy nước Mỹ nè, không có năm nào mà không có chuyện. Không có năm nào mà không có thiên tai, không có năm nào mà không có những khủng bố lớn nhỏ. Không chuyện này thì cũng chuyện khác. Gia đình của mình cũng thế, bản thân mình cũng thế. Rồi tưởng sao mình chạy vô, mình ở ngoài đời mình chán quá rồi, mình chạy vô một cái chỗ nào để mình kêu là an tịnh, mà rốt cuộc trong cái chỗ đó đó nó cũng có sóng gió. Phải vậy không? Thì thưa đại chúng, một cái cây mà nếu đã chấp nhận trồng rồi thì phải chịu cái dơ của đất, dù là trồng trong chậu hay là trồng ở ngoài đất. Đã là hạt giống thì phải đi xuống lòng đất, nhờ lòng đất mà hạt giống mới nảy mầm. Cũng như thế, cái chùa Khải Tường này, Phó Hòa được biết là 3 năm trước nó là một cái nông trại nuôi gà. Trước đó là chỗ nuôi gà, sau người chủ vì bệnh tật không còn nuôi gà nữa thì mảnh đất này nó rất là hoang.
chuồng gà còn mênh mông, phân gà đầy dãy và cỏ mọc tùm, rất là hoang sơ, rất là dơ dáy. Nhưng mà có một người phát cái nguyện lớn, dấn thân vào đó, dấn thân vào đó để mỗi ngày, mỗi canh tác, mỗi làm cho nó đẹp. Cái lễ Vu Lan vừa rồi quý vị về đây nó chưa được như thế này. Rồi chỉ từ lễ Vu Lan cho đến giờ phút này nó lại là một bộ mặt khác. Rồi từ từ nó chuyển nữa. Nếu mà không có một cái không có cái phát cái nguyện lớn, không có làm được cái, thì cái chỗ này mãi mãi nó là như vậy. Cho nên người dân ở đây họ vui lắm. Vừa thấy từ một cái chỗ hoang phế mà bây giờ trở nên một cái chỗ gì? Hưng thịnh, sáng sủa, đẹp đẽ. Con của mình nó bỏ học, nó đi chơi hoang, tóc tai nó nhìn thấy rất là sợ. Sau này nó tỉnh giác rồi, nó cắt tóc trở lại, nó làm đẹp con người nó trở lại, nó trở lại trường nó đi học, thậm chí nó đi làm cu li, nó kiếm tiền nó sống, nhưng mà đời sống nó ổn định, nó làm cho mình bớt lo. Mình thấy đứa con vậy, nói không được, trong lòng cứ lo. Chứ khi mà thấy nó phục hưng thì mình lại khởi vui. Đó là cái niềm ước của tất cả chúng ta. Cho nên cái nghệ thuật mà chúng ta sống, làm sao để cho mỗi ngày chúng ta giảm, sống không giận, không hờn, không oán trách. Nếu muốn giận, nhiều người để giận không? Nếu muốn trách, nhiều người để trách không? Nếu muốn hờn, nhiều người để hờn không? Nếu mình muốn trách, muốn hờn và muốn giận, ngày nào cũng có việc để hờn, để trách và để giận. Và cuối cùng cuộc đời này chúng ta không có bạn, là vì không người nào mình chấm điểm hết. Và thậm chí nếu một người mình cũng chưa bao giờ mình làm hài lòng ai, mình cũng chưa bao giờ mình làm hồng lòng ai, thành thử ra cũng chưa ai hài lòng mình. Rồi cuối cùng mình sống trong một cái cũng sống, cũng giống như miếng đất này nó vẫn tồn tại, nhưng mà cỏ hoang nó mọc, phân gà đầy dãy, vân vân. Thì cuộc đời của mình cũng vậy. Cuộc đời của mình cũng vậy. Mình cũng sẽ sống, nhưng mà sống bằng giận, bằng hờn, bằng trách móc. Thành thử một nghệ thuật khởi cho mình lại niềm vui. Thôi bây giờ mình nói không, mình nếu chưa nói là mình không, thì thôi mình giảm đi. Sống giảm giận, giảm hờn, giảm trách móc, vui liền. Giống như bệnh mà chưa hết mà có giảm, giảm bệnh là hạnh phúc lớn, mặc dù chưa hết bệnh. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Ai mà không có chông gai? Không người nào mà không có chông gai. Hồi nhỏ mình chông gai nhỏ, lớn chông gai lớn, già chông gai già. Tu cũng có chông gai của người tu, không tu cũng có chông gai của không tu. Mình thích danh cũng có cái khổ của danh, thích lợi cũng có cái chông gai của lợi. Đã vì sao? Vì sống ở cõi đời này, hễ mình muốn cái gì là mình phải chấp nhận, trả bằng giá đó để mình được cái đó. Đời mà nói tôi muốn tu, muốn tu phải không, thì sẽ có những thử thách của người tu. Nhưng mà nếu như mà mình không có vượt được những cái đó thì mình không được đến nơi đến chốn. Thưa đại chúng, ở đây là một cái miếng đất. Ở dưới lòng đất này, ở dưới đây này là sỏi đá không, khó lắm. Cho nên người ta phải lấy cái tấm bạc người ta trải lên. Mà quý vị thấy như vậy chứ, khi đi là phải nhìn xuống để cẩn thận, không thôi vấp té. Đời mình cũng thế. Dù ở chỗ đó nó bằng phẳng, nhưng đi cũng phải ngó xuống một chút chứ khoan, đừng ngó lên hoài. Con người mình sống mà cứ ngó lên hoài té chết à. Thỉnh thoảng phải cúi xuống. Cúi xuống để làm chi? Để thấy rõ chỗ nào mình bước cho nó vững. Ở trước cửa nhà mình, mình đi tới đi lui một ngày không biết bao nhiêu lần, mà mình rất rành con đường đó. Vậy mà nếu mình bước ra chỗ đó mà bữa nào không có đèn
thì tự nhiên bước chân mình nó phải chậm và cẩn thận trở lại, lấy cái chân mò mò dò dò nó xuống, chúng ta nó hụt chân chết. Cuộc đời mình cũng vậy thôi. Không có cái gì mà mình làm mà mình không có phải trải qua hết. Nội cái chuyện ăn chay thôi cũng đã là một thử thách. Người nào mà không quen á, ăn thì cồn cào đói bụng, đói hoài, cộng thêm thèm, trời thấy ai ăn gì cũng thèm hết. Thậm chí ngửi mùi cũng thèm, mà thậm chí ngồi tụng kinh tự nhiên thèm món đó. Vừa rồi Pháp Hòa có một chị Phật tử năm nay ăn chay trường cũng được mấy năm rồi. Chị mới nói thầy biết làm sao, hồi con ăn chay con hay thèm. Ăn chay kỳ vậy nha, mà thỉnh thoảng tháng ăn mấy ngày mà cái ngày chay vẫn thèm. Và cái cách con trị cái bệnh thèm của con, chị mới chia sẻ cái cách trị bệnh thèm. Chị nói con thèm bún mắm, con ăn một ngày mấy tô, ăn đến khi nào con thấy bún mắm con xá, con sợ nó, là từ đó con hết thèm. Rồi hết thèm bún mắm con thèm qua món khác, rồi thèm món nào đó là con ăn, ăn cho đến khi nào con ngán ngẩm con sợ nó, là từ đó về sau. Và bây giờ con ăn chay ngon lành, không còn thèm bất cứ món gì nữa hết. Quý vị nào mà thanh lọc cơ thể đó, nếu mà mình nhịn ăn trong vòng 2 tuần, 5 ngày đầu uống nước không, trời ơi khó chịu vô cùng. Nhưng mà sau cái ngày thứ 6 rồi, người mình nó quân bình trở lại và không còn thèm nữa. Và thậm chí đến ngày thứ 8, thứ 9 mà cơ thể mình nó sạch rồi đó, hình như mình không muốn ăn nữa. Tại vì mình thấy trong người mình bây giờ nó nhẹ nhàng, nó sạch vô cùng. Mà mình biết ăn vô là tạp, ăn vô là tạp và dơ. Cho nên cái thử thách thứ hai của mình, cái câu thứ hai để mình sống, bí quyết thứ hai để sống vui, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Mỉm cười đây không có nghĩa là gì, nó tới cái cười ha hả lên. Cái đó người ta nói mình hơi á. Mỉm cười nghe là nó đến thì chúng ta biết, mở lòng chúng ta tiếp nhận. Hồi xưa có một vị hỏi một vị tổ, thưa thầy, thế nào định nghĩa chữ tổ? Thường thường nói ô tổ này tổ kia, vậy thì làm sao để mình xác định vị đó là tổ? Thì có một vị tổ mới trả lời, một vị tổ là chuyện chưa đến không trong, chuyện đến rồi không nhớ, tức là chuyện quá khứ không nhớ, chuyện tương lai không chờ đợi, hiện tại không có ôm lòng chấp trước. Ví dụ như trước kia tôi là tướng, giờ hết tướng rồi thì tôi cũng không có buồn khổ gì cái chức đó nữa, vì đó đã qua. À, tôi bây giờ tôi đang trông chờ ngày tôi lên làm tá, ví dụ vậy đó, cũng không chờ. Vì có biết được không, hiện tại bây giờ tôi đang làm sếp, nhưng mà cái chữ sếp đó nghĩa là boss, nhưng mà cũng có ngày cửa nó đóng tiệm, thôi xếp hồ sơ lại, chức vụ của mình cũng được xếp lại và về nhà. Cho nên cái hiện tại cũng chưa chắc, hiện tại cũng chưa chắc. Cho nên mình đang ở đó mà có thể sáng chiều cũng có những người ta làm vua có 3 ngày à, là người ta phải thối vị, hoặc là người ta bị cướp ngôi. Cho nên không bảo đảm được. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Ngày hôm qua, hôm kia trời lạnh, nhưng mà 3 ngày nay chúng ta không vì cái lạnh đó mà chùn bước, mà chúng ta theo nó. Mình nghĩ mình theo hết ngày không nổi đâu, mình nghĩ thôi kệ đi, tu nửa ngày coi ra sao, tu nửa ngày rồi có bộ cũng được quá, thôi kệ ráng nửa bữa nữa coi sao. Rồi về tối mệt ngủ khò, sáng nay tỉnh táo đi tiếp. Và thứ 6, thứ 7, chủ nhật và ngày hôm nay là ngày nắng ấm nhất của 3 ngày đó, và chúng ta đã theo kịp ánh ban mai để về đây. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai,
sống chan hòa với những người đang sống. Mình sống với nhau thì chúng ta phải thể hiện được cái bản chất hòa đồng. Giống như mình đến nước Mỹ, mình phải hội nhập, mình phải hòa đồng. Nhưng mà hòa đồng mà không có hòa tan, hai cái hòa nó khác. Hòa đồng tức là mình hội nhập, còn hòa tan là mất mình. Mình hòa đồng với người Mỹ, ăn pizza vẫn được, ăn spaghetti cũng được, mà cũng không thể thiếu tô bún riêu. Có thể ăn bánh mì, có thể ăn khoai tán, có thể ăn khoai chiên, nhưng nhà vẫn có nồi cơm. Có tất cả các loại sauce của Mỹ, nhưng không thiếu chai nước mắm, chai nước tương. Cho nên sống chan hòa với những người đang sống. Đi qua Ấn Độ, quý vị thấy là mình cái món cà ri là mình học của người Ấn Độ. Nếu mà nói cho đúng là mỗi một quốc gia có những cái món ngon, và đa phần là đặc thù cũng có và mượn cũng có. Ví dụ Việt Nam mình là ăn cà ri bún, cà ri bánh mì. Cà ri là mượn của Ấn Độ, còn bánh mì với bún là mình chế. Tại vì người Ấn Độ họ không ăn vậy. Người Ấn Độ là cơm rồi chan cái sauce cà ri sệt sệt rồi bốc họ ăn thôi. Mà cà ri của họ không có nhiều thứ như mình. Rồi bắt đầu mình đem về mình pha vô. Ngay cả cái trà mình uống đó, trà gốc là từ người Á Đông, người Trung Quốc, người Việt Nam. Khi mà người Anh qua Á Đông học được cái món trà, người Anh trở về Anh và làm ra một thứ trà kêu trà dực. Quý vị biết trà dực không? Là cái trà túi á, tea bag á, để vô trong cái ly rồi dực lên dực xuống như này. Bỏ vô cái túi, thật ra nó kêu là tea bag, trà túi. Nhưng mà Pháp Hòa đùa, Hòa nói này là trà dực, cầm dực lên dực xuống. Bữa hôm mà trước khi đi á, sáng Pháp Hòa lên công vụ sáng trước khi bay qua đây, thì sáng có một vị ni sư ngồi tụng kinh nghe Pháp Hòa tiếng khen quá. Sư mới xuống làm cho Pháp Hòa một ly gừng chanh với mật, đưa cho Pháp Hòa uống. Pháp Hòa cầm mà uống, cái sư mới nói thầy quậy lên thầy uống thầy. Pháp Hòa nói dạ con cũng muốn lắm mà sợ sư la, tu hành mà còn quậy. Anh nữ thưa đại chúng là cái tu của mình đó, nó nhẹ nhàng trong những câu chuyện như vậy, mà nó làm cho mình những cái câu chuyện vui trong chùa. Thật ra sống chan hòa với những người đang sống. Cái chữ tăng á, là đoàn thể, hòa hợp, thanh tịnh. Nếu hôm nay chúng ta tập hợp như thế này thì chúng ta là một đoàn thể tăng. Nhưng nếu mà chúng ta không hòa hợp thì chúng ta không đủ cái nghĩa của chữ tăng. Chúng ta có được cái số lượng của tăng là con số lớn, nhưng mà chúng ta không có được cái chất liệu của tăng. Chất lượng thì có, chất lượng không có, số lượng thì có. Cho nên mình làm cái gì mình muốn vừa có chất lượng mà có luôn cả số lượng. Bất cứ món gì mình làm ra, mình muốn ngoài cái ngon nó phải có cái đẹp. Ngoài cái ngon phải có cái đẹp. Cho nên lời nói của mình đó, nó giống như là một cái tiếng chuông, nó giống như là thức ăn vậy. Nói ra cái nghĩa đó, cái ý mình muốn nói, nhưng mà lời nói phải chỉnh trang để lời nói đó viên mãn. Và lời nói đó giống như một món ăn vừa ngon mà vừa đẹp. Người ta nghe, người ta cảm nhận dễ chịu, vì cái lời mình nói ra là một âm thanh, một thứ tiếng, nhưng mà cái tiếng này làm cho người ta dễ chịu. Cho nên cái chữ, cái một cái nghệ thuật sống là sống chan hòa. Mà chan hòa đây không có nghĩa là mình buông lung, mà chúng ta biết hội nhập, chúng ta biết làm cho cái nơi chốn đó nó vui vẻ.
Thường thường á, quý vị sẽ thấy á, có nhiều khi mình hơi cố chấp. Nhưng mà nếu mình thấy rằng ở mình mở lòng, mình thấy rằng ở Phật giáo là gì? Phật giáo là một cái phương pháp giáo dục cho con người sống có tỉnh, có giác hơn là sống mê lầm. Quý vị biết bên Hàn Quốc á, ngày xưa các sư quan niệm á, tu là phải lên núi, lên non, ẩn dật. Cho nên phần lớn các sư kéo lên núi tu hết và bỏ phế Phật tử ở dưới núi. Thì cái số lượng mà Phật tử ở dưới thành phố này không ai chăm sóc, bị ngoại đạo đến và chiêu dụ hết, cải đạo hết. Lúc đó các sư Hàn Quốc mới thấy cái nguy hiểm, bắt đầu trở xuống núi trở lại. Và bây giờ quý vị mà coi những cái chương trình Phật giáo bên Hàn Quốc là quý vị thấy Phật giáo Hàn Quốc bây giờ bắt đầu mở ra, khai mở, hội nhập. Tại vì thế hệ bây giờ nó đâu có thể giống như mình được, nó đâu có thể ngồi tụng kinh như mình suốt cả mấy giờ đồng hồ được. Quý vị thấy bây giờ nhạc Phật giáo không? Đầy giấy. Mà phải cần khuyến khích là bởi vì chúng ta phải truyền tải giáo lý qua một hình thức âm nhạc. Thật ra những cái bài nhạc đều mang một cái tính chất đạo đức tu hành hết. Tại sao chúng ta có thể nghe một bản nhạc tình bi lụy mà chúng ta không thể nghe một bản nhạc đạo làm chúng ta phấn khởi, chúng ta hướng tu? Cho nên á, tụng kinh cũng là một hình thức nhạc, nhưng mà nhạc này là nhạc cổ. Còn bây giờ mình chuyển tải nhạc bằng một hình thức khác, cho người ta thấy được, người ta vui được trong cái niềm vui đó. Có nhiều người tụng kinh mà không có chuông có mõ tụng ngủ gục. Rồi có chuông có mõ, có linh có tang, trống kèn lắc lên vậy họ vui, họ hòa nhập theo cái tiếng đó, tụng dễ dùng. Cho nên cái âm ba của người tụng nó cũng quan trọng lắm. Cho nên cái trang hòa bằng nhiều cách. Mà đạo Phật không phải là một tôn giáo thần thánh để chúng ta cầu nguyện vang sinh, mà chúng ta đến để tìm một con đường an lạc, khai mở. Đường này bế thì phải mở đường khác. Chỗ này nó không thông, phải làm cho nó thông. Cho nên các vị mà Bồ Tát người ta phát nguyện á, không biết có ai nhớ những câu kinh này không nha. Người chưa được giải thoát thời làm sao được giải thoát, người chưa an sẽ làm cho họ an. Không biết quý vị có nhớ những đoạn kinh như vậy. Các vị mà họ Bồ Tát đi vào đời, người chưa biết sẽ làm cho họ biết, người chưa an thời làm cho họ an, người chưa được giải thoát thời làm cho họ được giải thoát, người chưa chứng được niết bàn thời làm cho họ chứng được niết bàn, người chưa quen ăn chay mình linh động làm sao để họ có thể quen được nhiều món chay, người chưa biết tụng kinh mình sẽ linh động làm sao để họ quen được với lời kinh. Cho nên họ quen với lời kinh, họ biểu họ tụng, họ nói thôi buồn ngủ lắm. Nhưng mà bây giờ kinh mà chuyển qua một thể khác thì họ nghe dễ dàng. Biểu họ niệm Quan Âm, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, gõ mõ gõ chuông, họ đâu có niệm đâu. Nhưng mà nếu có nốt nhạc vô thì họ sẽ niệm theo nốt nhạc đó. Cho nên chúng sanh đa bệnh, Phật Pháp đa phương. Đa phương là nhiều phương pháp và nhiều phương thuốc. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Đấy, đây là cái chữ được giải của hai chữ Như Lai. Như là gì? Như là không lay động, không có lay động, không có dời đổi. Như như bất động mà. Nhưng mà lai là gì? Đời đến đi. Chẳng hạn như nè, hôm qua trời lạnh rồi không có nắng, đó là lai. Nhưng mà nếu mình đã quyết tâm mình đến với đạo tràng tu học rồi thì tâm mình như lạnh. Nhưng mà so với cái lạnh cực kỳ của mùa đông thì cái lạnh của hai ngày trước chẳng là gì. Lạnh mà được ngồi trong liều so với cái lạnh ngồi ngoài kia thì trong này sướng hơn nhiều. Cho nên mình phải có tinh thần của Như Lai. Đời đến đi, người ta thương, người ta đưa mình chinh 9 tầng mây.
Nhưng mà người ta không thương ta đã đạp mình xuống 18 tầng. Hồi nãy đưa lên có 9, mà tới hồi đạp, đạp xuống tới 18. Đó là gì? Đó là lai. Nhưng mà đối với tâm người tu là phải, phải như sống là động nhưng lòng luôn bất động. Thí dụ như tại sao giờ này ở shopping, ở các nơi vui nhộn mình không đi, mình chọn về đây? Tại vì mình có cùng một cái năng lực, nghiệp lực. Mà cái nghiệp này là nghiệp tốt. Sống là thương nhưng lòng chẳng vất vương. Ai mình cũng thương, nhưng mà thương không có vương vấn. Thí dụ như cái bài ta nói, ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Cái chuyện mà sư có thương đó là chuyện bình thường, tại sư cũng là một con người, rồi sư cũng quằn quại với đau khổ. Tưởng sao cuối cùng sư tìm ra được chân lý, phải không? Không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của sự an tịnh tâm hồn. Cho nên sư tiếp tục tu, cho nên sư vẫn còn cái hình tướng người tu là trọc đầu. Mới nghe mình tưởng bài thơ này trần tục quá. Có thể người ta chế giễu mình, nhưng mà cái quan trọng là do cái cách mình nhìn nó, cái cách mình nghe nó. Người ta có thể nói gì cũng được hết á, nhưng mà cái quan trọng là mình nghe bằng cách nào. Cho nên ngày xưa người có câu á, thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Chuyện thị phi ngày nào trong xã hội này cũng có, mình không nghe tự nó trở thành không. Bất thính tự nhiên vô, tự động nó sẽ là không. Mà đa số bây giờ nhiều khi nó chưa tới nữa, mình gọi mình hỏi rồi, có nghe chuyện gì không? Bữa nay đi chỗ đó có nghe chuyện gì không? Mình đi tìm tòi. Thành thử ra khổ đau là tại vì mình không có tự nhiên vô. Mình khổ là tại mình đi tìm nó, cho nên mình làm cho đời sống mình khuấy động. Sống là thương nhưng lòng chẳng và chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Pháp Hòa có sửa cái bài, cái bài duyên kiếp hả? Cái bài, bài đó hát làm sao quên rồi. Khi biết em mang kiếp cầm ca, phải không? Đêm đêm phòng trà. Pháp Hòa sửa lại: khi biết em, khi biết, khi quyết tâm mang áo người tu, đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người, nguyện rằng không lui, bên lòng ai ơi cùng vui trong thánh thơi. Lòng trong sáng ai ơi xin gìn tâm ấy trọn đời. Khi biết rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Người ta thì lợi danh cái gì? Người ta thì tình yêu. Em sợ tình yêu không? Người tu của mình là lời danh. Ta sờ lời danh, vì lời danh như là hương hoa. Lỡ mai sau ta mất lời danh, ta khổ thật nhiều. Cho nên cái người tu của mình cũng có lợi, cũng có danh. Thí dụ nè, xin lỗi đại chúng là mình ở chùa, Phật tử cho cái áo là cái lợi rồi. Cho đôi giày, đó là phần vật chất đó. Ta cho mình cái áo, ta cho mình cái đôi giày, cho mình cái nón thọc. Pháp Hòa quán lại, Hòa thấy cả cuộc đời tu của mình, từ một chiếc vớ cho đến một cái lá y, không cái gì tự mình có tiền sắm hết, toàn là Phật tử cho mình. Thế là mình thọ ơn Phật tử. Nếu lấy lợi, người tu có lợi không? Có. Ngày ba bữa cơm đủ không đói, thấy chưa? Rồi nếu nói danh, người tu có danh không? Cũng có. Nhưng mà cái người mình tu, mình sống ở đời, cái chuyện lợi danh là sẽ có. Làm sao? Ví dụ như mình mỗi ngày mình đi vô trong hãng á, mình làm housekeeping cũng là danh vậy. Mình làm janitor cũng là danh.
mình làm sếp ngồi trong văn phòng cũng là danh. Không ai trong đời này mà sống mà không có danh. Ví dụ như gặp chị đó, chị biết nó là ai, chị đó là ai, ô mẹ đứa này đứa kia, thì cái đó cũng là danh. Cho nên không phải chúng ta không có lợi, không có danh, không phải vậy. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta thấy cái lợi cái danh nó bình thường. Ngày nào mà tôi không có danh có lợi, cho nên tôi có được cái gì đi nữa tôi cũng bình thường. Cho nên một cái người vua, thí dụ như một cái bà đó, bà làm nữ hoàng, bà ngồi trên cái ghế, bà xử hết mọi việc của đất nước đó. Nhưng mà khi bà trở về hậu cung, bà cũng muốn làm một cái danh đơn giản là một người vợ cho một người chồng, một người mẹ cho những đứa con. Mình cũng vậy, mình hét ra lửa trong hãng mình đó. Nhưng mà về nhà mình cũng muốn làm một người mẹ thùy mị, là một người mẹ hiền dịu đối với con. Cho nên thỉnh thoảng mình có cái danh ở ngoài hãng á, nhưng mà khi đó rồi ghép nó lại, trở về nhà mình có cái danh của người mẹ. Ai cũng muốn được gọi là mẹ hiền hết á. Không có ai muốn kêu là mẹ dữ hết á, mẹ chằn hết á. Không, ai cũng muốn được làm cái danh là mẹ hiền. Cho nên thật ra đó, mình không gọi Bồ Tát Quan Âm là mẹ, bởi vì Bồ Tát rồi là không có mẹ cha gì nữa hết á. Nhưng mà bởi chúng ta muốn gọi như vậy để chúng ta có một cái thân tình, nghĩ mình như một đứa con của một Đức Bồ Tát, một Đức Phật. Cho nên chúng ta gọi mẹ hiền đó, là gì? Duy nhất chỉ có người Việt Nam gọi thôi nha. Không có Phật giáo nào gọi Quan Âm Bồ Tát bằng mẹ hết á. Chỉ có Phật tử người Việt Nam gọi Quan Âm Bồ Tát bằng mẹ thôi. Và duy nhất chỉ có Trung Hoa và Việt Nam mới tạc Đức Quan Âm bằng dáng của người nữ thôi. Chứ còn thật thể Đức Quan Âm không phải là người nữ. Đức Quan Âm là một thái tử, một người nam. Nhưng mà cái hạnh nguyện của Ngài là từ bi, cho nên người Á Đông mình phải biểu hiện một cái vị Bồ Tát từ bi qua hình dáng một người nữ. Cho quý vị đi qua bên thấy gì, đi qua Tây Tạng, đi qua mấy cái nước mà thấy Đức Quan Âm phương phi của một đấng trượng phu quá, nói này nước này làm trật. Quan Âm người nữ mà sao không phải đâu. Chỉ có Trung Quốc với Việt Nam mới tạo Đức Quan Âm bằng dáng của người nữ thôi. Bởi vì nói lên cái hạnh của người từ bi. Thấy có người nữ, một dáng nữ là tự nhiên mình nghĩ đến cái dịu hiền. Thấy tướng của một người nam thì mình nghĩ đến sự vững chãi. Cho nên sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Thật sự ra ngày nào mà chúng ta không sống mà ngoài cái danh với lợi đâu. Ngày ba cử có ăn là có lợi rồi. Người ta gặp mình ta nói dạ chào bác, bác cũng là cái danh. Dạ chào chị cũng là cái danh. Cho nên thôi, mai mốt ta gặp mình ta kêu dạ chào tướng, chào sếp cũng bình thường. Cho nên ngày xưa có một vị quan, khi mà ông đã bị cắt chức không còn làm nữa, ông trở về quê thì người ta tới chia buồn. Ông nói tôi đâu có gì buồn, tại khi làm quan tôi không lấy làm vinh, cho nên bây giờ xuống chức tôi không thấy làm nhục. Con người mình nó sống bằng cái vinh rồi mình mới nhục. Còn mình sống bình thường thì mình mãi mãi bình thường. Còn mình mà sống bằng cái bất thường thì mai mốt nó cũng sẽ bất thường. Cho nên cứ đơn giản. Đó cũng là một bí quyết để sống vui. Cho nên tùy theo cái tâm niệm mình quán chiếu và mình tiếp nhận, để mình làm cái niềm vui của mình nó hưng khởi lên trong mỗi ngày. Cho nên khải tường là một pháp tu. Thí dụ như mình khổ quá, bây giờ mình tuyên bố bắt đầu hôm nay nguyện khải tường. Sẽ nguyện làm khơi dậy, làm mở lại cái niềm vui trong người mình, cái niềm an lạc. Cho nên bản thân cần khải tường, gia đình cần khải tường, hội đoàn cần khải tường, cộng đồng cần khải tường, xã hội cần khải tường. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Quý vị thấy thật sự là vạn biến không? Đó. 3 năm trước là một cái nông trại nuôi gà. Sau đó chỉ vòng vòng 3 năm thì nó trở thành một ngôi chùa. Rồi cũng có những ngôi nhà thờ,
Phật giáo mua lại làm ngôi chùa, phải không? Thành thử ra một con người mà nghèo khổ có thể trở thành một công chúa, mình không nói được. Vì vậy cho nên đó, khi mà mình đến chùa Khải Tường thì là mình quán chiếu là à, đây cũng là một pháp tu giúp cho mình khơi lại cái nguồn vui của mình. Khải Tường á, cũng là một ngôi chùa cổ ở Việt Nam, do một vị, hai vị thiền sư, một vị thì không có tên, không biết tên, và một vị có hiệu là Phật Ý Linh Nhạc. Khi mà ngài mang cái dòng thiền, cái dòng phái Lâm Tế Bổn Nguyên, đạo Bổn Nguyên thành Phật tổ tiên đi vào trong miền Nam, thì ngài trụ ở Đồng Nai và lập hai cái âm tranh, một cái tên là Từ Ân, một cái là Khải Tường. Và khi vua Gia Long á, lánh nạn Tây Sơn, thì vua Gia Long đã chạy vào lánh nạn ở chùa Khải Tường và đã hạ sinh vua Minh Mạng ở tại chùa Khải Tường đó. Vua Minh Mạng sinh ở trong chùa. Và sau này á, vua Gia Long để ghi ơn ngôi chùa đó đã tạo một cái tượng Phật Di Đà bằng gỗ mít, sơn son, thép vàng, cao 2,5 mét, đem cúng vào ngôi chùa đó. Và cái tượng Phật đó bay sau này á, được trưng bày ở trong Viện Bảo tàng Sài Gòn. Hiện nay là để trong Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Cái tượng Phật đó do vua Gia Long cúng dường để ghi ơn chùa Khải Tường đã bảo hộ cho vợ chồng của nhà vua Gia Long, và đồng thời sinh vua Minh Mạng, con trai vua Gia Long, ở tại chùa Khải Tường đó. Và đến 1832, vua Minh Mạng nhớ ơn ngôi chùa này mình đã sinh ở đó, và đã cho tiền để trùng tu lại ngôi chùa, đồng thời cấp đất ruộng để chùa có ruộng để mà làm lúa sống, làm ruộng sống. Cho nên ngôi chùa Khải Tường, nếu mà nói trên phương diện lịch sử, thì chùa Khải Tường có một cái là một ngôi chùa cổ, một ngôi chùa lịch sử ở tại đất nước Việt Nam, ở Đồng Nai, bây giờ gọi là Quốc Ân Khải Tường. Và cái tượng Phật mà do vua Gia Long tặng đó, hiện nay không có trong chùa mà nằm ở trong viện bảo tàng. Còn nếu mà nói về cái ý nghĩa của Khải Tường, nghĩa là chúng ta muốn làm vui trở lại những gì mà chúng ta chưa vui. Tức là cuộc đời mình nó có những lúc nó vui, cái từ từ giảm, cái nó khổ. Nhưng mà khổ cái mình sụp cái mình muốn đi luôn. Nhưng mà cuộc đời này nếu mà cái gì mà nó sụp cái bỏ phế, sụp cái bỏ phế, thì chắc cái gì không bao giờ mình hưng phục trở lại. Và nhờ chúng ta biết, bây giờ mình cứ tưởng tượng vậy nè, ai trong chúng ta mỗi lần mà nghe bệnh là tìm mọi thứ, mọi cách làm sao cho cái bệnh này nó phục hồi, tức là cho cái sức khỏe mình phục hồi, cái bệnh này nó tiêu tan. Thì Pháp Hòa thường hay suy nghĩ, chúng ta hãy đối xử với cuộc đời mình cũng giống như, chúng ta hãy xử tất cả mọi sự việc cũng giống như mình xử với thân thể của mình. Nghe bệnh lập tức hỏi tới và tìm cách chữa bệnh. Cuộc đời của mình cũng vậy. Nếu mình lỡ gặp những cái điều không vui, không may mắn, thì không có nghĩa là nó hết, mà chúng ta phải tìm cách làm cho nó phục hồi trở lại. Thì được như vậy á, thì chúng ta mới đúng là con Phật. Tại vì Đức Phật thường dạy chúng ta, phiền não tức Bồ Đề. Bồ Đề không thể tìm ở đâu ngoài phiền não. Tại vì nhờ có phiền não mới biết, à, khi vắng mặt phiền não là Bồ Đề. Cho nên thưa đại chúng, chữ phiền não tức Bồ Đề á, có nghĩa là nó là một chứ không có hai. Ví dụ quý vị hiểu lầm Pháp Hòa,
quý vị giận, thì cũng cái tim đó thôi, cũng cái tâm đó, tâm giận. Nhưng mà khi được nghe Pháp Hòa giải thích xong, quý vị hết giận. Thì hết giận, cái hết nó đi đâu? Lúc giận cũng không hề bưng cái giận để trong tâm, mà lúc hết giận cũng không hề tìm cách nó nằm ở đâu, móc nó vụt ở ngoài, cũng ngay chỗ đó vui trở lại. Bằng chứng nè, giận ông chồng mấy chục năm nay rồi, nhưng mà rồi cũng sao, cũng vui vẻ trở lại bình thường. Như vậy thì khi mình giận á, đâu phải là mình đem đi đâu, dời ở đâu, mà do phục hưng. Cho nên nhà Phật có câu là tội từ tâm khởi là vậy. Đem tâm sám, cũng cái tâm làm tội đó. Bây giờ cái tâm đó xả bỏ cái lỗi lầm đó, thì tâm đó là tâm thanh tịnh. Cho nên phiền não tức bồ đề. Khổ đau, nếu không có khổ đau làm sao mình biết hạnh phúc? Nếu không có những ngày mà đói khát thì làm sao biết lúc no là hạnh phúc? Cho quý vị nhớ cái bài mà đời đá vàng đó. Quý vị nào mà nghe cái bài đời đá vàng thì quý vị sẽ ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Nếu mà mình không có những ngày mưa tuyết đâu vui ngày nắng về, có quặn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Ôi hay đời ta hoang phế rất nhiều, rồi cuối cùng mới hay đời đá vàng. Thật sự cục vàng đó là cũng cục đá chứ gì đâu, nhưng mà tại vì mình điểm đó, mình nói cục này quý cái tự nhiên nó quý à. Ngày xưa có một ông vua, có một ông quan, ông không bao giờ biết thương người, chỉ có vơ vét và sống nghĩa là tích lũy thôi. Thì có một hòa thượng, ông nói, ông tuyên bố lên: ở chùa tôi có 3 món bảo vật, ai mà đến mà mua là phải bằng rất là nhiều tiền của. Thì trong đó có một cái chén ăn cơm đáng giá ngàn vàng. Ông vua ông mới, ông quan này ông mới đem 1.000 vàng tới ông mua cái chén ăn cơm. Hòa thượng mới nói với chú tiểu đi ra sân chùa có cái chén cho con chó nó ăn, đem vô bán cho ông đi. Thì ông này ông bực lắm: trời đất ơi, đem cái chén này. Dạ, tại vì thượng quan ăn cơm chén ngon chén sạch thượng quan không thấy, chứ có những người dân bên ngoài họ cũng đựng cái chén này ăn cơm bình thường. Thành thử ra cái chén đó đó tôi cho nó là quý. Thành thử cái gì, hồi xưa có một người thầy sai người đệ tử đi bán đồ cổ, ai mua nhiêu cũng bán hết á. Cái thì cuối cùng thì ông đệ tử mới đem về, ông nói: thầy ơi, sao mà người ta trả nhiêu thầy cũng bán hết trơn vậy? Ông nói: phải điên vòng vậy đó. Hỏi cái chén này đời thứ đời nào mà nó quý dữ vậy thầy? Ông thầy nói: chén gì đâu, trong cái tủ tôi đem ra, nhưng mà tại vì mình nói vậy cái tự nhiên họ thấy chén này nó có giá. Cho nên cái cục đá đó nó xanh xanh đó, tự mình đặt cho nó cái tên là gì? Cẩm thạch. Đá quý thì tự nó thành đá quý. Chứ thử thời bây giờ nếu mà ngược lại cái thế giới này là xài đá xanh nó hết, mà tự nhiên có một cục đá trắng, đá thường sỏi đâu, tự mình cho nó là quý. Cho nên cái gì cũng do mình, hãy mình đặt nó thành cái gì là nó sẽ thành cái đó. Và chúng ta cũng sẽ khổ lụy với nó. Cho nên cái người mà sống mà người ta biết nhìn cái đó, à cái này là khổ nhưng mà không sao, nó là bài học. Cho nên thưa đại chúng, mà trong tinh thần của Bồ Tát đó, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự là gì? Mình phải hòa đồng làm việc với người khác để mình thấy được giá trị của nó. Cho nên cái ngôi chùa này thầy trụ trì cùng sáng tay hội nhập với tất cả mọi người để mà dọn dẹp, để mà xây dựng. Cho nên mọi người mới hoan hỷ, à thầy cũng hòa đồng làm việc, mà thầy cũng thực hiện đúng cái tinh thần của Bồ Tát là đồng sự. Cho nên thật sự ra làm việc ở trong chùa chả có gì khổ hết á.
Đó là cái công việc thường ngày. Thí dụ như bây giờ mình không phải là người tu thì mình ở ngoài đời mình cũng phải đi làm kiếm ăn thôi. Thì bây giờ vô trong chùa mỗi ngày thì cũng phải làm việc. Chứ có cái việc gì làm không phải là việc của mình cần làm đâu. Việc nào cũng để cho chúng ta làm cả. Cho nên đừng nghĩ người tu là ngồi không, chỉ biết tụng kinh, chỉ biết đọc sách thôi. Không phải. Phải làm việc. Làm việc để làm gì? Để nó có sức khỏe. Đọc sách là bồi dưỡng trí tuệ. Con người mà chỉ có cái trí không mà thể lực nó không có thì đâu có được. Nếu chỉ có trí lực mà không có thể lực là không được. Thể lực và trí lực nó phải đi chung. Cho nên ngày xưa mình vô trường học ở Việt Nam, mình học năm dục đầy đủ, dạy cho mình về cái đẹp gọi là mỹ dục, dạy cho mình đạo đức gọi là đức dục, dạy cho mình biết chữ gọi là giáo dục, dạy cho mình có được sức khỏe tốt gọi là thể dục, dạy cho mình biết làm toán, biết là biết vận dụng trí gọi là trí dục. Vậy thì ở Việt Nam ngày xưa đi học đầy đủ ngũ dục. Chữ ngũ dục của văn hóa Việt Nam không nghĩa là ngũ dục theo Phật giáo là gì đó, tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ kỹ, không phải ngũ dục đó. Chữ dục này là không phải là ham muốn mà dạy dỗ. Ngũ dục của sự học hành đó là trí dục, mỹ dục, đức dục, giáo dục, thể dục. Nó nhiều khi ở đây nó chỉ có thể dục à. Nó có giáo dục, nó có mỹ dục mà nó không có đức dục. Mà không có đức dục thì đứa nhỏ làm sao? Người lớn nó cũng coi ngang bằng nó. Không có trên dưới tung ti gì hết. Thật ra nó ngồi nói chuyện với người lớn cũng gác chân lên bàn rồi. Việt Nam mình là không thể được. Nói chuyện với người lớn là phải có thứ lớp rõ ràng. Đó là đức dục. Thôi thì hôm nay buổi sáng này đại chúng tranh thủ về đây để cùng nhau ôn lại lời của Phật. Và Phổ Hòa đã mượn hai chữ khải tường để làm cái đề mục để chúng ta tu tập và quán chiếu. Nghệ thuật sống là chúng ta biết cái cách nào để chúng ta làm cho mình vui. Thật sự ra tất cả là một nghệ thuật. Có nhiều khi mình làm một cái việc đó, chỉ cần thêm chút đó thôi là nó khác liền. Ví dụ quý vị nấu một cái tô canh rất ngon, nhưng mà tô canh nếu mà không có cọng ngò, tự nhiên tô canh thấy nó chưa đủ. Chỉ cần để một miếng ngò lên miếng canh, nó tự nhiên thấy tô canh nó sao, hình như là nó trọn vẹn. Mình đem tô canh ra, người ta cảm nhận là mình có sự trân trọng. Và hình như thậm chí canh dồn, canh gì cũng biết nữa, ăn hai ba tô dồn một, xong rồi để miếng ngò lên, cái khách tưởng canh mới. Nhưng mà nó hai ba canh rồi. Không, mà ví dụ vậy thôi. Tức là để cho chúng ta thấy rằng cuộc sống này chân ăn thua là chúng ta thêm thắt một chút. Cho nên có những cái tu á, có những cái giảm để nó vui, mà có những cái tăng để nó vui. Pháp Hòa có nói một bài gọi là tu là biết thêm biết bớt. Người Mỹ á, họ viết cũng vậy. Happy là ai cũng có rồi, nhưng mà ráng sao happier, tới happiest. Ăn thua mình đổi chữ, từ một chữ Y dài đổi thành ba chữ IES là tuyệt vời. Thấy không? Good, better, best. Ai good thì ai cũng có rồi. Mà làm cho nó khá khá chút kêu better. Mà đến cái chỗ tốt của nó là the best. Thì mình tu cũng vậy. Tu cũng vậy, có tiểu thừa, có trung thừa, có đại thừa, cho đến khi nào ba thừa không còn, đi đến một cái chỗ gọi là Phật thừa. Thấy không? Phật thừa là thừa thứ tư. Còn bây giờ mình tu ngược. Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa và đổ thừa. Sao hôm qua không đi chùa? Đổ thừa. Nhưng nhị tại bị. Cho nên Phật dạy mình là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Đến khi nào vượt khỏi ba thừa đó, tức là ba cái cổ xe, đi đến cái chỗ tột cùng của Phật học, đó là Phật thừa, là thành Phật. Còn mình tu sao không biết, giờ cũng tăng, mà tăng tới cái chỗ đổ thừa. Hỏi sao lúc này ít ăn chay vậy? Tại mấy đứa nhỏ nó ăn, con phải ăn theo.
Hỏi sao lúc này thế kia. Có nhiều khi hôm nay rằm mà sáng ăn chay, tại hồi sáng á, quên. Thấy mấy đứa nhỏ nó làm món nó ăn rồi thích quá, ăn thử rồi cái nhớ trực lại rằm, mà thôi lỡ rồi ăn luôn. Cái lỡ của hồi nãy có một chút à, so với cái lỡ nguyên ngày thì cái nào hơn, mà mình là đành lòng lỡ nguyên ngày. Thành thử ra tu là mình thêm bớt là vậy. Pháp Hòa đùa, ngoài đời người ta có cái bài hát gọi là đời tôi cô đơn. Đời tôi cô đơn, đời tôi gì đó, yêu ai nên đi đâu cũng vô duyên gì đó không biết. Nhưng đời tôi cô đơn ánh than mà. Nhưng mà người tu của mình đó, trong cái đời tôi cô đơn, chỉ cần thêm một chữ vô đó là cái nghĩa nó khác liền. Ngay chữ tôi đó, thêm chữ H vô là đời thôi cô đơn. Ngày xưa tôi đã từng cô đơn, mà giờ đây tôi biết tu rồi, thì tôi đi thêm một chữ H vô đó thì tự nhiên cái gì? Thôi cô đơn. Đời thôi cô đơn. Phải không? Thành thử ra người tu là đi xuất gia, mà mình lỡ dạy thêm dấu sắc thì hai cuộc đời nó khác liền. Một người xuất gia và một người xuất gia, chỉ thêm một dấu thôi. Rồi bây giờ mình vô chùa mình tu, tu quá chừng tu mà rốt cuộc không biết tu làm sao mà sắm thêm cái dấu huyền để vô chữ tu, nó thành ra tù. Tu càng ngày càng khổ đau là do mình. Thành thử năm cái dấu đó ăn thua mình bỏ. Cho nên tại sao trong cái nghi thức cúng cô hồn, cô hồn phất tử chứ không phải là Phật tử. Trong cái nghi thức cúng cô hồn, mình thỉnh các vị cô hồn, trong đó gọi là cô hồn phất tử, tức là những người đó là những người cô hồn, họ là những người đã phưởng phất, họ phủi bỏ những cái chánh chơn để họ làm những dạng cô hồn. Cho người đọc cái câu đó phải đọc là cô hồn phất tử giáng lâm lai, chứ không phải cô hồn Phật tử. Có nhiều khi mình đọc mình tưởng ta viết sai chính tả. Cũng giống như là mình tụng Lăng Nghiêm buổi sáng vậy đó. Tương thử thâm tâm phụng trần sát. Có nhiều vị nghĩ cái câu này chắc viết trật, phải sửa là tương thử thân tâm. Vì xưa nay nghe chữ thân tâm chứ đâu nghe chữ thâm tâm. Nhưng mà thật chữ gọi là tương thử thâm tâm phụng trần sát, chứ không phải là thân tâm. Tại sao gọi là thâm tâm? Bởi vì cái tâm mà muốn độ chúng sanh đó, nó phải không lui sụp dù bất cứ hoàn cảnh nào mới gọi là thâm tâm. Nhiều cũng độ, độ một cũng độ mới thâm tâm. Còn mình bây giờ nhiều thì mình vui mình độ, ít quá thôi nghỉ con, thì mình bị lui sụp bởi số lượng. Độ chúng sanh mà vô lượng vô số, cho đến chúng sanh chỉ còn một mà không nản lòng, cái đó mới gọi là thâm tâm phụng trần sát. Phụng là phụng sự, trần sát là bụi bặm. Nghĩa là độ chúng sanh từ to lớn như đại địa sơn hà cho đến nhỏ nhít như một hạt bụi cũng độ. Thế mới gọi là thâm tâm phụng trần sát. Và được như vậy mới gọi là thị gì đó, thị tắc văn danh vi báo Phật ấn. Như vậy mới được gọi là báo ơn cho Phật. Báo ơn cho Phật bằng cách là thâm tâm phụng trần sát. Cũng giống như cái bài mình tụng đó, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Chữ trừ là không đúng. Nếu đúng đọc nghĩa là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Chư là số nhiều, chư là số nhiều, giận hờn trách móc vu vơ đủ thứ. Con người mình mỗi ngày nhiều chư phiền não lắm. Cũng giống như nó dạ xin chào chư vị, chư vị tức là các vị rất là đông, thì phiền não của mình nó cũng vô lượng vô số. Thậm chí vô nghe pháp mà ông thầy cũng nói gì mình không đúng ý mình là mình cũng giận ổng rồi. Thành thử ngồi nghe pháp cũng có thể nổi phiền não. Lên tụng kinh mà người ta thỉnh bỏ không hợp ý mình cũng phiền não, vân vân. Cho nên rồi là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Và sau này mình đọc riết nó trải thành trừ phiền não, chứ đọc đúng chữ là chư phiền não.
Thôi Pháp Hòa xin dừng ở đây để chúng ta đi ăn trưa. Và theo chương trình thì chiều hôm nay lúc 2 giờ rưỡi có thời kinh, thì 3 giờ rưỡi chúng ta sẽ có phần Phật Pháp vấn đáp. Thì nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về Phật Pháp, xin quý vị viết vào trong giấy và đưa lại cho ban tổ chức, hoặc bỏ trong cái chuông, cái thùng, thì thầy trụ trì sẽ thông báo chi tiết hơn. Để trưa hôm nay chúng ta có một buổi sinh hoạt vui vẻ qua cái hình thức là vấn đáp A Di Đà Phật. Để mời đại chúng hồi hướng.